Vâng, xin chào thầy cô và các bạn lớp PS33. Con tên là Nguyễn Khánh Linh, học trường trung học cơ sở ở Hà Nội Thăng Long. Thì hôm nay con sẽ trình bày về một sản phẩm tên là chatbot. Mô tả chung về sản phẩm này thì người dùng sẽ có sẽ được trò chuyện và tương tác với cả máy tính. Thì có một số câu hỏi mà con có số câu trả lời mà con có mà con có xếp vào cho cái máy tính. Ví dụ như là nếu như mà người dùng nhắn một câu gì đó và con bot nó không hiểu được thì nó sẽ trả lời câu là "Sorry, I don't understand your meme." Có nghĩa là nó không hiểu được ý của người dùng. Thực ra thì khi mà người dùng khi khi mà người nhắn chào, con bot sẽ trả lời sẽ chào lại bằng có thể là ngẫu nhiên bốn câu này, có thể là "Hi, hello, nice to meet you" hoặc là "How can I help you?" Khi được hỏi về tên thì bot nó sẽ trả lời tên của mình là Alex và hỏi tên của người dùng. Phần tên của người dùng thì con nghĩ là con sẽ phát triển thêm. Và hỏi khi mà người dùng hỏi về tuổi thì bởi vì đây là một con robot nên là nó sẽ không thể đưa ra một độ tuổi chính xác được, nên nó sẽ không trả lời bằng một con số nhất định nào đó mà con sẽ chỉ cho một câu là con sẽ chỉ nói một câu là "Since I'm only a robot, I can't give you an exact age." Có một câu khác nó con cảm thấy nó cũng khá là phổ biến trong đấy tin nhắn hàng ngày là hỏi hỏi về kiểu nghiên sức tình hình sức sức khỏe của con bác đó thì sẽ có ba câu trả lời được chọn ngẫu nhiên. Và nếu người dùng muốn hỏi về cái các chức năng của máy tính thì bởi vì là con có không lập trình con không ghi được hết các cái tính năng đấy ra đây nên con sẽ đặt cho con robot nó trả con đặt cho con bot nó trả lời là để cho người dùng tự tìm hiểu và tự khám phá ra các cái tính năng của con robot đó. Có câu khác, câu trả lời khác cho con bot, ví dụ như là "Good morning, good afternoon, good evening." Khi mà người dùng nhắn ở trong trong tin nhắn của người dùng có chứa những từ này. Ngoài ra thì con cũng có thêm cả cái ngoài ra con cũng có thêm cả cái hỏi giờ và trả lời giờ cho con robot này, nhưng mà con nghĩ phần này con nên cần phát triển thêm bởi vì khi mà mình It hỏi is Wednesday, May 24th, 2044 and 31 seconds, 2023. cậu nó bị gộp cả ngày tháng năm xong giờ phút giây vào với nhau, nên có nghĩa mình phải tách nó ra để người dùng dễ hiểu hơn. Và trên màn hình bây giờ con sẽ mô tả lại các cái câu trả lời của bot như sau. Đầu tiên là con sẽ nhắn một ví dụ nào đó và nếu bot Sorry, nó không I don't understand your meme. bot nó sẽ đáp lại là nó không hiểu được ý của người dùng. Đây là khi Nice to meet you. người dùng sẽ hỏi sẽ chào con robot nó sẽ trả lời bằng một câu bất kỳ trong bốn câu này.
Nên là Everyone calls me Alex. người dùng hỏi về And you? tên của robot. Since I'm only a robot, I can't give you an exact age. Thanks for caring, I'm doing fine. How are you doing? You should try figuring it out, smiley face. Good morning. Good afternoon. Good evening. Và đó là phần trình bày của con. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Ở Khánh Linh bổ sung giúp thầy là trong tương lai thì con sẽ phát triển như thế nào? Về phần ý tưởng phát triển thì con sẽ tìm cách để con sẽ tìm hiểu để con bớt nó trả lời cả hôm nay là thứ mấy, hoặc là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu, hoặc bây giờ là mấy giờ, và như là sẽ phải thêm phần các câu hỏi khác để khi mà người dùng hỏi robot nó sẽ trả lời được, chứ nó không chỉ trả lời mỗi câu là tôi không hiểu ý của bạn. Rồi, ok. Bài của Khánh Linh ấy thì cũng khá là đầy đủ, giống như bài của Văn Thắng có xử lý được cái việc là chữ hoa chữ thường, đúng không? Xử lý phần việc chữ hoa chữ thường và các cái từ khóa ấy thì các bạn tối ưu khá là tốt. Đó, chúng ta sẽ lọc ra được những cái từ khóa để con bot trả lời, chứ không đơn thuần là chúng ta có một cái câu hoàn chỉnh và yêu cầu là người dùng là phải gõ y như thế thì con bot chúng ta mới có thể trả lời được, còn chỉ cần sai một chút thôi thì không được. Thì bài này của Khánh Linh với Văn Thắng là có được cái phần đó. Cái phần thứ hai nữa thì có Khánh Linh có thêm cái ý tưởng giống hệt như Văn Thắng, đó là hỏi hỏi giờ, đúng không ạ? À, giờ rất là tốt. Đó, thì cái thư viện giờ ấy thì vừa rồi Khánh Linh có một cái cơ hội đấy, đó là Văn Thắng thuyết trình chứ không hỏi luôn bạn xem là bạn làm cái phần đấy như nào, bạn tách như thế nào đấy, đúng không? Đấy, hỏi luôn thẳng. Em đang định hỏi đi nhưng mà chưa chưa kịp hỏi. À rồi, ok. Không vấn đề gì nhé, chúng ta có thể trao đổi ngoài giờ cũng được, chúng ta có Zalo của nhau mà. Nào, để trao đổi rất là tốt, bởi vì là trong quá trình các bạn học tập trao đổi rồi thì sau này nếu như các bạn bén duyên với ngành với nghề hay bất kể ngành này nghề nào đó thì chúng ta cũng phải học tập, các bạn ạ. Học tập của nhau là nhiều hơn là việc các bạn học tập của thầy cô. À, thầy ra đứng lớp cũng khoảng độ trên dưới chục năm rồi, và thực sự là học của thầy cô ấy thì cũng chỉ một phần thôi, thế nhưng mà học hỏi của đồng nghiệp là rất là nhiều. Thì các bạn cũng thầy mong là các bạn có cái tinh thần như vậy, chúng ta chia sẻ với nhau. Và có một cái điểm hay như này này, đấy là nếu như cái người chia sẻ mà chia sẻ càng nhiều thì cái người đó lại nhận được càng nhiều, các bạn ạ. Nó rất là hay cái là nếu như chúng ta biết cái gì đó mà chúng ta cứ càng chia sẻ cho càng nhiều người thì chúng ta lại càng càng nhận được nhiều kiến thức. Đấy. Rồi còn một phần mà thầy muốn góp ý cho Khánh Linh, đầu tiên là thầy thấy rất là bất ngờ khi mà Khánh Linh làm thế, nhưng mà cái giao diện ấy, Khánh Linh có thể mở lại cái giao diện cho thầy xem. Đó, rất là bất ngờ khi mà cái giao diện của Khánh Linh nó khá là đơn điệu. Thường là thầy dạy một các bạn nữ thì các bạn ấy thêm nhiều màu mè, hoa lá gớm lắm. Với lại là các bạn thêm cả hình ảnh các thứ nữa, nhưng mà Khánh Linh có vẻ như con thích code hơn, đúng không? Đó, thì Con hơi bất nghĩ là ngờ một chút. con nghĩ cái phần bên cái phần bên ngoài nếu mà mời quá thì người thì màu mè quá thì có khi người dùng lại không có không được nói chung là nó không thể nó không phải là cái phần chính của khi khi mà mở một cái chương trình ra, con nghĩ chỉ cần là làm sao cho đơn điệu một tí thì nó cái quan trọng ý con là cái quan trọng là chuyển nội dung ấy à. Rồi, ok, thầy hiểu rồi. Thầy đồng ý với con là quan trọng nhất là cái chức năng của nó, đúng không? Thế nhưng mà hoàn toàn nhé, hoàn toàn
sau này nếu như con có thời gian đấy, thì cái này là sở thích của từng người, đây cũng không phải là tất cả đúng không? Đó thầy thầy nói chung của tất cả, ý thầy nói ở đây á là vần na là các bạn nữ là thường là để ý đến giao diện nhiều hơn. Thế nhưng mà thầy rất thấy bất ngờ là cái phần này của con, là thầy đang nghĩ là nó có một cái hình ảnh gì đó nó sẽ là một cái điểm nhấn gì đó đấy, nhưng mà thôi được rồi, phần này thì không vấn đề gì cả, cái này chỉ là về vấn đề ý thích của từng người thôi. Thế nhưng mà nếu như có thời gian nhé thì thầy vẫn nghĩ rằng là con nên thay đổi giao diện một chút xíu. Nó có rất là nhiều cách để mình có thể thực hiện được việc này mà nó lại rất là đơn giản, thế nhưng mà nó lại đẹp, cũng không mất nhiều thời gian. Thứ nhất, thứ hai nữa là con viết code ấy thì con để ý như sau này. Thực ra cái phần khoảng cách này rất là quan trọng. Khoảng cách này nó không ảnh hưởng gì đến code cả, thế nhưng mà nó giúp chúng ta tách được các cái phần đó ra. Thế thường á, thường nhé, thì người ta chỉ tách khoảng một dòng thôi, một đến hai dòng là nhiều rồi. Đó thì có những cái dòng code thì thầy thấy là con tách hơi dài nhé, thì có thể là sửa sửa qua qua một chút. Cái này nó cũng là những, đây cũng phải không phải là lỗi mà đây là thói quen thôi, thì mình điều chỉnh dần dần. Rồi Khánh Linh hoàn thiện khá là tốt cái bài làm của mình, chúc mừng Khánh Linh.